Đây là một ca cấp cứu cho bệnh nhân ngộ độc lá ngón ở xã Chí Lễ, huyện Quế Phong. Đó là một người phụ nữ dân tộc Mông. Bác sĩ Lê Anh Đức cùng các nhân viên y tế đã làm nhiều cách để cứu chữa. Rất may, nữ bệnh nhân đã được cứu sống. Ở xã vùng cao Chí Lễ, huyện Quế Phong, dân bản thường gọi thiếu tá Lê Anh Đức, bác sĩ quân y của đồn biên phòng Chí Lễ bằng cái tên trìu mến là thần y hay thầy thuốc của bản làng. Bởi anh là người đã sáng chế ra bài thuốc dân gian cứu sống hàng chục người dân ăn lá ngón thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bé gái 11 tuổi ở xã Chí Lễ là một trong những bệnh nhân may mắn được bác sĩ Đức cứu sống sau khi ngộ độc lá ngón. Trước đó, do buồn vì chuyện cãi vã của bố mẹ nên bé gái này đã tìm đến lá ngón. Sau khi ăn, em được các bạn cùng lớp phát hiện, được giáo viên đưa đến trạm y tế xã trong tình trạng nguy hiểm. Ngay lập tức, bác sĩ quân y Lê Anh Đức, thời điểm này đang tăng cường tại trạm y tế xã Chí Lễ, đã cùng đồng nghiệp thực hiện các biện pháp cứu chữa theo bài thuốc dân gian do chính bác sĩ Đức nghiên cứu. Nhờ vậy, bé gái đã được cứu sống kịp thời. Hôm nay chúng người thấy đỡ chưa? Hôm nay cháu thấy khỏe chưa? Chưa, vẫn chưa khỏe lắm ạ. Hôm sau đứng ngoài ăn là ngon rồi nhá. Nhá. Ừ. Nghe lời bác sĩ rồi nhá. Hôm sau có buồn cũng không được ăn nhá. Ừ. Nhất trị chưa? Nhất trị bắt tay bác sĩ. Nên mẫu rồi. Xã vùng cao Chí Lễ có 16 bản, 2.086 hộ dân và 10.366 nhân khẩu. Nơi đây cũng có 4 dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông và Kinh cùng sinh sống. Những trường hợp ăn lá ngón không hiếm. Hầu như năm nào cũng có vài trường hợp người dân ăn lá ngón tự tử, nhất là tại các bản người Mông. Họ tìm đến lá ngón với nhiều lý do như vợ chồng cãi nhau, anh em mâu thuẫn, bị gia đình phản đối mối quan hệ tình cảm nam nữ, hay đơn giản chỉ vì cảm thấy muộn phiền, buồn bực, gặp vấn đề không vui trong cuộc sống. Đa phần, những người ăn lá ngón đều tử vong nhanh chóng, bởi đây là loại cây có độc tính rất mạnh. Về nhận công tác ở xã vùng cao Chí Lễ từ năm 2013, bác sĩ quân y biên phòng Lê Anh Đức luôn trăn trở, dai dứt trước những cái chết tức tưởi, oan uổng của những người dân. Trong đó, có những người còn rất trẻ sau khi ngộ độc lá ngón. Bởi vậy, cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con, bác sĩ Lê Anh Đức đã nghiên cứu, tìm tòi sáng chế ra một bài thuốc dân gian để cứu sống những bệnh nhân ăn lá ngón. Điều đáng nói ở đây là cái bài thuốc này có sẵn trong thiên nhiên, dễ tìm kiếm, dễ thực hiện và mang lại cái hiệu quả cao. Đó là lấy nước của thân cây chuối, kết hợp với rau mạ dạ nhỏ, trộn đều, vứt bỏ cái phân cặn bã và cho nạn nhân uống, rồi dùng tay của người thầy thuốc kích thích cho nạn nhân nôn và cứ tiếp tục cho uống và gây nôn đến khi mà hết thức ăn trong dạ dày, thì lúc đó cho tiếp tục cho uống khoảng 300ml nước thuốc. Thì nếu như những cái trường hợp mà nạn nhân vào là khó nôn thì mình tìm khoảng 2 đến 3 con nhãi bẹn con sống thả vào cái nước thuốc hỗn hợp cho nạn nhân uống để lấy cái chất tanh của nhãi để kích thích gây nôn cho dễ. Có những trường hợp vào thì miệng không hạ được, không nuốt được thì phải dùng khoảng 3 đến 5 lít nước thuốc và tiến hành đặt sống rửa dạ dày cho đến khi hết thức ăn trong dạ dày, rồi lại tiếp tục bơm khoảng 300ml nước thuốc vào lưu ở trong dạ dày, rồi kết hợp là điều trị hồi sức cấp cứu. Từ năm 2016 đến nay, nhờ bài thuốc của mình, bác sĩ Lê Anh Đức đã cứu sống được 24 người ngộ độc lá ngón. Nhiều cuộc đời đã thay đổi, nhiều cuộc sống với niềm hy vọng mới đã xuất hiện. Bởi vậy, đối với người dân bản, anh chính là thần y, là người mang đến sự sống, mang lại cuộc đời thứ hai cho người thân của họ. Nhờ có chú Đức thôi, chú Đức cấp cứu cho con tôi được sống, mà được gia đình vui vẻ hạnh phúc. Vấn đề ăn lá ngón trên địa bàn xã Chí Lễ thì từ năm 2020 thì địa bàn xã Chí Lễ có 17 người ăn
trong đó là chết 10 người. Thì thấy được sự cần thiết thì nghị quyết đại hội đảng cũng đã đưa vào cái nghị quyết để tăng cường công tác tuyên truyền và các cái giải pháp biện pháp để khắc phục cái tình trạng là ăn lá ngón. Thì được sự giao của đảng ủy là 10 tất cả các bản Mông ở trên địa bàn xã Tri Lễ, những người uy tín già làng trưởng bản các trường dòng họ đến để chúng ta ngồi họp bàn về cái vấn đề này và các cái vấn đề liên quan. Thì các bạn đã xuống là ký cam kết từng dòng họ về là tăng cường công tác tuyên truyền tại bản và phối hợp với đồn biên phòng Tri Lễ thì tăng cường công tác vào tận các xóm bản để chúng ta tuyên truyền và cùng với người dân đi nhổ cây lá ngón ở các bản như Pà Khổm, Mường Lống. Thì qua quá trình thực hiện một năm thì đến năm 2021 thì vẫn còn 11 người ăn, sau đó là chết đi 6 người. Còn từ năm 2022 đến năm 2023 này thì 22 là có 2 người ăn cứu được. Còn năm 2023 thì có một cháu ăn nhưng mà cũng cứu được. Hiện phương thuốc do bác sĩ quân y Lê Anh Đức sáng chế đã được phổ biến cho cán bộ quân y các đơn vị thuộc lực lượng biên phòng tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác điều trị, cứu sống các nạn nhân bị ngộ độc lá ngón. Cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Tri Lễ thường xuyên phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là chú trọng các em học sinh cấp 2 để từ đó các em làm nòng cốt để trở về địa phương tuyên truyền cho người thân, bố mẹ, ông bà, gia đình cùng các bạn cùng trang lứa. Mục đích là từ các em tuyên truyền ngăn chặn triệt để những cái hoạt động liên quan đến ăn lá ngón. 10 năm gắn bó với địa bàn vùng cao Tri Lễ, nơi nhận thức của đồng bào dân tộc còn hạn chế, tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn rất khó khăn, thuốc men và tư y tế còn nhiều thiếu thốn. Bước chân của thiếu tá biên phòng, bác sĩ quân y Lê Anh Đức đã in dấu khắp 16 bản làng. Nay được tăng cường về trạm y tế xã để chăm sóc sức khỏe của người dân, anh luôn được dân tin, dân quý bởi sự tận tâm, hết lòng vì người bệnh. Với tâm niệm, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt, nên mong muốn lớn nhất của bác sĩ quân hàm xanh Lê Anh Đức là cuộc sống của đồng bào sẽ ngày càng đổi thay. Người dân có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nhận thức của người dân sẽ ngày càng được nâng lên. Qua đó, không để ai bị mất mạng oan uổng vì cây ngón kịch độc này.